xin hướng dẫn sử dụng con Lumix GX1. Thì con này đầu tiên là nó sẽ có nắp ống kính, anh sẽ gắn kèm trên đây luôn cho mình. Rồi, nó sẽ có một cục pin của nó nằm ở đây, mình sẽ kéo cái nút này để mình tháo cục pin ra. Đây là thẻ nhớ của nó. Rồi, thẻ của nó sẽ là được 8GB. Ok, khi mình gắn thẻ nhớ vô, mình lấy cục pin ra. Thì khi mình lấy cục pin ra rồi thì mình có thể sạc bằng cái đồ sạc mình tặng kèm cái túi đó. Thì kia cái đồ sạc của nó, sạc của nó thì khi em bỏ vô, em cắm vô, sau đó thì em ghim bổ điện, rồi em đợi cỡ 4 tiếng, khi mà nó hết cái đèn sạc là nó đầy. Rồi bây giờ mình gắn pin vô lại đó, bắt đầu mình coi cách hướng dẫn sử dụng của cái máy này, hướng dẫn sử dụng basic của cái máy này. Rồi thì bây giờ mình muốn xài máy, đầu tiên phải mở nắp. Tiếp theo mình sẽ phải bật máy bằng cách là mình gạt lên đó. Là nó bật. Thì khi mà nó bật máy lên, mình có thể zoom out, zoom in bằng cái càng này. Nhờ T là zoom ra nè. Đó là mình có thể zoom ra nè. W là zoom vô nè. Rồi. Ở đây trên cái càng này nó sẽ còn cái nút là focus, là mình gạt nó lên thì nó sẽ thấy nét. Đó, gạt nó lên là nó thấy nét. Hoặc là bình thường á, muốn chụp nó thì em giữ lúc chụp, giữ nhẹ lúc chụp nó cũng lấy nét. Rồi sau đó bấm hết là nó sẽ chụp cho mình tấm hình. Rồi những cái cơ bản mình cần phải biết, thứ nhất là về flash. Thì khi mình bấm cái này cái nó bung flash lên là bật flash. Đó, khi mình chụp nó sẽ đánh flash. Đó, rồi tiếp theo là trên cái máy này, trên cái màn hình hiển thị này, nó có cảm ứng, mình có thể cảm ứng được, mình nhấn để mình chỉnh cảm ứng. Rồi nếu muốn chỉnh các function thì mình có thể chọn vào phần từng function duy nhất nha. Thứ nhất là coi lại hình nè. Rồi muốn chỉnh function bấm chữ menu, nó sẽ cho em chỉnh các cái chức năng trên đây. Tùy theo em muốn điều chỉnh thì em có thể chỉnh cái chức năng. Rồi thì basic nhất em có thể để hình máy chụp hình, em chỉnh giùm anh ví dụ như là độ phân giải, nói là cái 16 megapixel này nè. Rồi nếu mà mình không muốn chỉnh độ phân giải nữa thì mình có thể out ra, mình có thể điều chỉnh về các chức năng về màu ảnh ở phần đối với con này là nó full tiếng Nhật nên là bình thường mình xài á thì mình sẽ để ý cái hình ảnh trên cái máy nha, hình ảnh function trên máy để mình xài. Thì bình thường anh chụp anh chỉ có chỉnh cái này thì nó sẽ cho mình những cái color option, ví dụ như đậm màu, nhạt màu hay trắng đen gì đó. Hoặc là bình thường nhất thì em có thể để auto và bấm và chụp thôi. Để auto, auto ở đây là nó sẽ có nút là cho mình, một là B là auto mình có thể chỉnh màu. Rồi B là auto mình có thể điều chỉnh các màu sắc trên máy bằng khi mình bấm vô menu. Đó, sau đó mình kiếm cái phần để mình điều chỉnh màu. Đó, ví dụ như giờ anh muốn điều chỉnh màu thì anh sẽ bấm vô phần quick menu, anh chọn thì anh có thể kiếm cái mục để chỉnh màu. Đó là ở đây cái mục đầu tiên, cái chữ STD. Rồi anh có thể chọn là vivid là màu đậm hơn, natural là màu trong trẻo, mono là mấy cái màu như hồi xưa vậy đó, trắng đen rồi đó. Rồi cái này là màu kiểu nhìn nó định kiểu hồng hồng. Cái này là màu portrait, rồi cái này custom thì mình tự chỉnh. Bình thường nếu anh chụp cảnh thì anh sẽ hay để vivid, anh chụp da người anh hay để natural hoặc là portrait. Rồi còn basic nhất thì anh để standard. Rồi đây là dung lượng file hình, và để yên giùm anh dung lượng file hình là khổ và 43. Rồi chữ L là large file. Rồi những cái như là flash thì nó sẽ nằm ở hình tia sét, ví dụ như là xóa mắt đỏ, flash chậm mà có xóa mắt đỏ. Flash chậm có nghĩa là sẽ làm cho hình em nó hơi blur blur ra một chút. Rồi cái này là những cái chức năng về clip wide, thì cái này anh đã setup sẵn hết rồi thì mình cứ về chụp thôi. Rồi basic thì đưa lên giữ nhẹ để lấy nét và bấm hết là để chụp. Cái máy mình nó sẽ auto full cho mình trên cái mục là chữ B. Nếu mình muốn điều chỉnh về màu nhiều hơn thì mình để vào cái hình cây cọ. Khi mình để vào cây cọ, mình bấm vào quick menu. Lúc này nó sẽ cho em thêm được một số chức năng để chỉnh màu. Rồi, again nha. Rồi, để về đây. Đó, nó sẽ cho em chỉnh về các cái màu như là màu hiệu ứng đồ chơi, toys, màu kiểu HD đậm đậm. Pop là kiểu cũng là đậm nhưng mà nó rất là tươi. Retro là màu nhìn cổ, Haki là màu kiểu bị sáng, Likey là tối, CPA là nó sẽ ra cái tông nhìn hơi vàng. Đó là ở cái hình chức năng cây cọ. Rồi mình muốn chỉnh cái chức năng sẵn thì nó sẽ có phần Scene.
là những chức năng sẵn. Lúc này mình quan sát lên màn hình của mình sẽ thấy có chân dung nè, chân dung làm đẹp cảnh, mình sẽ nhìn được cái biểu tượng đó mình điều chỉnh đó, như ban đêm, chó mèo, chụp con nít kiểu vậy đó, thì nó sẽ cho mình phần Sims. Phần C1 là phần gọi là kiểu dạng là custom. Thì custom này em có thể kiểu như là chỉnh sẵn một cái gì đó trên cái máy, ví dụ như là về màu sắc hay chức năng về flash, khi mà em ứng vô đúng một môi trường đó thì em có thể bật lên em chụp được cái gì đó. Còn những cái chức năng như MSAB thì thường mọi người sẽ không xài tới, nhưng bình thường mọi người sẽ hay sử dụng là chữ A. A là ưu tiên về cái số vàng vàng ở đây hiển thị nè. Thì ưu tiên cái số đó nó có ý nghĩa là cái gì? Thì khi mà mình muốn xài cái số đó, tại con này hiện tại đang hết pin rồi, khi mình muốn xài cái số đó thì khi mình vặn về A mình chỉnh cái này, thì cái số vàng vàng ở đó nếu mà nó hiển thị cho mình những cái số thông số là nhỏ thì thường là những bức hình của mình nó sẽ có cái độ xóa phông rất là tốt. Khi mà nó sáng lên, nó lên cao cái số lên là thường thường hình mình nó sẽ nét nhiều hơn. Cơ bản thì nó sẽ có được những chức năng như vậy. Rồi nếu muốn chỉnh về ngã màu thêm một lần nữa thì lúc mà em bật cái máy lên em sẽ thấy cái phần WB là White Balance, khi mà bấm vô nó sẽ cho em điều chỉnh các cái màu trên cái máy, nó White Balance. ISO là cho mình chỉnh các cái độ nhạy ánh sáng. Rồi khi mà mình để những cái số càng lớn thì nó càng nhạy ánh sáng, lúc đó hình nó sẽ bắt sáng rất là tốt. Cơ bản thì con này chỉ có như đó về cách sử dụng thôi. Nếu mà có vấn đề gì quên hay thắc mắc thì cứ nhắn lên cho tụi anh sẽ hỗ trợ cho em nha.